Tại chương trình gala diễn ra vào tối ngày 18 tháng 8, các đội tham dự giải VTV Cup Veroli 2023 đã tạo ra ấn tượng mạnh với sự chào hỏi và giới thiệu đầy sáng tạo trong không khí tràn đầy vui vẻ. Tại sự kiện này, các vận động viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Australia đã có cơ hội trao đổi văn hóa và nghệ thuật qua nhiều tiết mục độc đáo, thể hiện tài năng của cả cầu thủ và huấn luyện viên. Đặc biệt, cả đội bóng chuyền từ Hàn Quốc và Philippines đã thể hiện khả năng vũ đạo của mình thông qua tiết mục nhảy múa trên nền nhạc hit Si Tình, một bản nhạc được yêu thích bởi nhiều bạn trẻ. Các nữ vận động viên đến từ câu lạc bộ Suwon, Hàn Quốc và Chocomocho, Philippines đã mang đến màn trình diễn sôi động khi tham gia trào lưu nhạc và nhảy múa đang là trào lưu hot trên mạng xã hội. Thú vị hơn nữa, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Blackpink cũng đã thể hiện màn vũ đạo trên nền nhạc này của Việt Nam. Tại đêm gala, cả các vận động viên nữ từ Nhật Bản và Australia cũng thể hiện sự hứng khởi và tự tin qua những màn trình diễn giao lưu. Nước nhà Việt Nam, cùng với các vận động viên đến từ đội tuyển bóng chuyền Việt Nam 1 và 2, đã tạo nên không khí hết sức sôi động và đoàn kết tại buổi gala. Tại VTV Cup giải bóng chuyền nữ quốc tế, các vận động viên không chỉ thể hiện trình độ bóng chuyền chuyên môn hàng đầu mà còn mang đến không gian để cô gái thể hiện tài năng văn nghệ, giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch cũng như cuộc sống địa phương. Điều này đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh cả địa phương đăng cai và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, người hâm mộ giải đấu cũng đặc biệt chờ đợi sự hé lộ chủ nhân danh hiệu Hoa Khôi VTV Cup. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Veroli 2023 đã chính thức khởi tranh vào ngày 19 tháng 8 và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Sự kiện hấp dẫn này quy tụ 07 đội bóng hàng đầu từ khắp nơi, bao gồm đội tuyển Australia, Đại học Kansai, Nhật Bản, Suwon, Hàn Quốc, câu lạc bộ Chocomocho, Philippines, đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2. Với việc có sự kết hợp của các thế hệ cùng những phong cách thi đấu đa dạng từ các đội bóng quốc tế, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Veroli 2023 hứa hẹn mang đến những trận đấu đầy kịch tính và chất lượng, là nơi thể hiện tài năng và sự cạnh tranh của các vận động viên. Thể thức thi đấu của giải sẽ diễn ra theo hình thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu bảng sẽ tiến vào trận chung kết để tranh chức vô địch. Các đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ đấu nhau để giành vị trí thứ 3. Trong khi đó, đội thứ 5 và 6 sẽ có cuộc đối đầu để xác định hạng 5. Thể thức này không chỉ tạo cơ hội cho các đội tuyển quốc tế cọ sát, mà còn đem đến những trận đấu kịch tính và hấp dẫn cho khán giả. VTV Cup Veroli 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV5, qua ứng dụng VTVGO và kênh YouTube VTV Thể thao, giúp khán giả không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới có cơ hội theo dõi những pha bóng nảy lửa và thước phim đẹp mắt của mùa giải này. Năm 2023, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng với sự hỗ trợ của công ty Veroli đã hợp tác tổ chức VTV Cup Veroli 2023. Giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á, AVC, và nó đã trở lại sau 3 năm bị hoãn do đại dịch COVID-19, đánh dấu sự trở lại đầy sôi động của mùa giải bóng chuyền nữ quốc tế.